ánh trăng nơi thành thần sơn đi. Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. Thời gian trôi thoáng qua nhưng bộ giấc mộng mê đắm trong lòng. Hiên ngang giữa khói bụi mù khi vách rền vang đất trời. Ngày viện kinh tương dương lửa bình đưa ta gặp nhau. Tình đệ vực kéo sớm qua bao sông gió tâm kim quần phòng. Diệu nâng ly tiến đưa anh vùng võ ngựa môi đưa phương trời. Chia tay trong cơn nước nghẹn lòng biết lúc nào tan phương. Ok ok, nãy mít bị lỗi em ơi. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Gaming. Và Duy Khả chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Tối nay thì Khả sẽ liên đấu 4 trận liên đấu cuối cùng trong tối ngày hôm nay nha em ơi. 4 trận này nữa thì sẽ lên được 35 trận thì Khả sẽ còn có 13 trận nữa thôi. Thì Khả sẽ cố gắng nằm trên top 10 anh em xem nha. Anh em xem thì ủng hộ Khả một like, một chia sẻ video này giúp Khả nha em ơi. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp ai đây? Hiện tại thì báo danh còn hơn 1 phút nữa anh em ơi. Em chờ một chút nha. Đây là Võ Lâm Hùng Bá, Võ Đan. Võ Đan. Bây giờ tính ra ít gặp Võ Đan gơ anh em ơi, toàn gặp kỳ hội nhiều anh em ơi. Đánh 31 trận mà gặp hết kỳ hội 10 trận rồi. Vãi thiệt. Rồi đa số là gặp đường môn. Nghe mi. Võ Đan thì Khải chắc gặp khoảng tầm 4 trận anh em, không có nhiều. 4 trận Võ Đan. À, 31 trận gặp được 4 trận Võ Đan. Và không biết sắp sắp kiểu gì. À, nghe mi kiếm. Sách đâu rồi? Trời ơi, thiên la không nghe mấy muốn chết kìa nè. Dạ thánh luôn. Dính là dính ba thiên la chết luôn. Nên thấy thiên la mạnh không? Anh em có nghĩ thiên la yếu? Nói thiệt anh em chứ tầm này mà cứ không phòng thủ lý thiên la còn tầm 2 cái, 3 cái là giật đàm chết ngay luôn nè. Anh em đừng đơn giản thiên la của Khải. Anh em thấy pha cuối cùng Ngày Mì cố gắng tiếp cận Khải, mà trong khi đó Khải đã thả được 4 đòn thiên la dí theo chân Ngày Mì không. Ngày Mì còn đứng lại một cái bụp chết liền đó. Anh em thấy không, đường đam thì Khải bị dính 10k, Ngày Mì bị dính 18k. Anh em thấy không, Khải bị dính 10k. Nói chung Ngày Mì chém khá là đau, nhưng mà hơn là mình có phòng thủ nha. Nếu mà không có phòng thủ thì chết trong pha đó sớm rồi nè. Anh em thấy chém không, Ngày Mì chém đâu à, Ngày Mì cấp 99, Ngày Mì kiếm mà anh em chém đâu vãi cơ chứ. Này anh em xem đồ Ngày Mì này. Không, cái đầu ui, kiếm sát thương 40, đâu phải đơn giản. Dùng một tí chó đấy mà đơn giản đâu. Gặp sơ hở máy này ông quốc cho chết ngắt liền. Ok anh em, mà giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp trận đấu thứ hai. Tính ra mà anh em nào mà solo mà không bắt thiên la á, không đánh thiên la địa giống á, thì nó khó mà bắt giữ chân được đối phương lắm anh em, tại vì nó toàn chạy chứ. Chạy là đánh không có trúng được. Bảo vũ nếu mà chỉ cần di chuyển nhẹ thôi, chỉ cần di chuyển dài này anh em. Chứ cần di chuyển nó dài là bảo vũ đánh không trúng rồi. Vì tầm này Bảo Vũ chưa có tốc độ đánh anh em. Nên là cứ chỉ cần di chuyển cỡ này là đánh là không trúng rồi anh em. Anh em thấy chưa? Nên là phải kết hợp thiên la thì nó dí chính xác 100%, không giờ chặt không giờ mít luôn nha anh em. Đó, anh em nào có bước ra đường môn thì cố gắng kết hợp giữa thiên la với Bảo Vũ luôn. Nếu mà đối phương chạy thì thiên la, mà đối phương đứng lại cái là Bảo Vũ luôn anh em. Đó, chủ yếu là nhanh tay chỗ mình là chuyển kêu này anh em thấy không? Đó, nhanh hay không chỗ mình chuyển kêu này. Đó. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay nha anh em. Hào Nam thì nhận đau, hôm trước Khải có thua nhưng mà Khải ăn lại một trận này. Một điều này, Hào Nam này cũng khá là mạnh. Thả mấy cái mà không sở hữu là độc tử ngay nè. Đặt móc 80 làm chậm này. Phục hồi nữa là đường môn xoáy rất khó trúng không. Hào Nam Thiên Thần Tiết. Tiết là Ngâm Mi. Một nón phòng thủ này. Ui, bao tay nữa căng ngay. Ba món, hai món phòng thủ. Gia truyền nó ba. Tụi mì được muộn. Mới biết chơi đường môn. Đường môn này Khải hôm trước Khải lỡ tay Khải thua một trận. Quá nhỏ. Thôi vô. Đường môn với đường môn thì hơi căng anh em. Tại vì máu ăn máu giấy á, chỉ cần giật đam độc tưởng á là ai cũng có thể bị chết cả. Nên là cũng rất khó đón.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em xem thì đừng quên đó lại khá một làm cho sự ủng hộ nha anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu thứ hai. Chỉ còn trong vòng 2 phút. Đây là Minh Sói. Minh Sói à? Đẹp cái tên càng. Ui, vào tay ngon chó. Chó cũng mua thằng họ. Là giờ đang hay thì nhận chưa biết được, nhưng mà đang mang theo cái kiểu phá năm hành theo giờ đang này. Vợ tôi là mai FIA thì ngay mới lúc nãy thầy Vinh ngày mới kiếm. Mấy phai thường là ngày mới kiếm bóc hơn. Quỷ kiếm sâu. Ít tính ra ít gặp giỏ đang gơn em ơi. Ít gặp giỏ đang còn lộn kinh khủng anh em. Còn gặp mấy phái khác không à. Không gặp được giỏ đang nhiều anh em ơi. Chỉ gặp khoảng 3 đến 4 trận. Còn lộn chưa gặp luôn. Phải nổ. Biết sắp xếp kiểu gì mà toàn gặp hợp kim. Toàn gặp hợp kim mà nhiều. Toàn gặp hợp kim mà nhiều. Thôi xong. Bó tay. Lại gặp Thiên Vương. Tóc biến đâu ghê vậy. Trời, tóc biến với 10 phút cho chết anh em không kịp. Nó dây cái đít sắt đít lại sao đánh. Không đánh lại Thiên Vương. Biến hay quá. Ui, em thấy tóc biến cái dây đít này mà nó đang khó chịu vãi. Ui. Ui. Khó chịu vãi rồi. Đang đam rồi anh em, nhưng mà né được cái đam của Thiên Vương hay không là vấn đề anh em. Tại vì dính ít 2 thì chất liền anh em ơi. Cảm dính ít 2 Thiên Vương đó là sẽ banh luôn. Ui đau quá. Trời ơi, trụ được 2 đam hơn là chưa được ít 2. Ui ui. Trời. Khó chịu vãi. Không lại được Thiên Vương. Biết là anh đam nhưng mà không làm gì được anh em ơi. Tại vì câu đến 10. Ok anh em, vô anh em ơi. À, chúng ta tiếp đến trận đấu thứ 3. Lỡ có gặp thì một kim xúc. Ok. Chắc trận này sẽ gặp chắc trận này sẽ gặp Thiên Nhẫn Đao. Thiên Nhẫn Đao với lại đang gà kèo Thiên Nhẫn Đao này anh em không biết như thế nào, nhưng mà đồ đây. Đồ Thiên Nhẫn Đao. Đánh với Đường Môn Khải. Nếu mà gặp thì anh em anh thua một kim. Đó. Nếu mà gặp là anh thua một kim cho nha anh em.
Thì nhận đào này chị bọn đồ phòng lý, phòng thủ lý đại lưng. Ui, chúng ta phòng thủ nhiều vậy. Cũng nhiều đấy. 5, 18, 28, 33 với trong người nữa. Chứ phòng thủ chắc hơn 40 á. Ok, cố gắng thôi. Vô. Đó thứ 3 nè mày. Chẳng đó thứ 3 biết gặp ai đây. Một phút nữa. Không gặp võ đăng luôn em. Ít gặp võ đăng vãi rồi. Còn gặp Ngân My, Thiên Vương là nhiều. Đường Môn là nhiều. Vãi thì 40 làm chậm. Thiên Nhẫn. Tô Khắc Nhi. Tô Khắc Nhi là nhiều thì cái bang. Cái bang Thiên Nhẫn này. Né né này nè, nếu cái bang né này nè mày, cho cái bang đánh đông lắm. Đúng rồi, cái bang. Ui, đâu vậy? Đâu vậy? Đâu vậy? Đâu vậy? Đâu vậy? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Đang bút mana luôn nè. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Đánh đâu, tí xuống, xuống ngựa phải đánh nè. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, tí chết kìa. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ui, xem chết kìa. Ui, 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 vai liền. Võ đang quên, Thiên Nhẫn quên cái bàn, xây đầu vai trưởng nè. Thiên Nhẫn, cái bàn trưởng đấu vai cả nồi. Em thấy xem chết mấy lần không? Vãi liền. Khán họ anh em quá thấp, nói chung là do khả năng cái giày chó nữa. Ui. Cho nếu mà có cái giày nữa là ngon. Ok anh em ơi, thì coi cái bang này lực là đam bao nhiêu đây. Khải bị dính 6k đam thôi. Còn cái bang dính 31k, cái đam không kịp bung máu như nè. À, cái bang này cấp nhiều đây. Nhiều cấp 100, 101 vậy đấy. Cái bang này cấp 99. Tô Khắc Nhi. Ui, anh em thấy đông vãi chưa. Tiếp tục trận đấu thứ tư như này mày. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu cuối cùng nha anh em ơi. Anh em xem thì ủng hộ Khải một lần chia sẻ nha anh em ơi. Vô vô vô. Biết gặp ai đây? Một mấy phút. Đen. Đêm 7 ngày 3 đồ canh nhà. Đức tên nhà là cái gì này. Đây học kim gió đàn này. Gió này ô gió đàn này. Gió đàn mang kiểu lạ vậy. Gió đàn mang kiểu nó phải gì luôn nè. Ngân My. Tối mộng. Thúy. À này. Em đọc chướng à. Vai lên. Ui. Nên đầu trướng em nhìn nãy giờ mới ra là vũ khí đọc sắc nội công. Vũ khí đọc sắc nội công đi nón thủy với... đi áo thủy và đi ra truyền thủy. Trời ơi, nhìn nãy giờ mới ra. Đây Ngân My. Trời, Ngân My này phòng thủ còn canh đấy. Việc Ngân My này khó đánh nè, 3 món phòng thủ. Tầm này phòng thủ canh quá. Một phút. Cố gắng trận cuối cùng. Anh em xem đừng quên để lại một like, chia sẻ video giúp Khải nè mày. Vô vô vô. Và đây, giỏ đàn nghe coi. Vừa không nghĩ kèm giỏ đàn người ta. Không gặp gì đâu không. Minh hỏi. Ui, cái bóng bóng. Bóng bóng đánh đánh chắc một xíu. Phòng thủ làm chậm. Rồng hay bóng chưa biết chất bóng này. Bóng sát thương 33. Thương 33. Yo. Giờ lại gặp đường môn Defy You nữa. Rồi ok. Go, go, go.
Chết bưởi, chết nè bưởi. Ờ, hai đường mòn quýnh, uống máu còn gơ quá nè mà, nhanh quá nhanh. Ok anh em nha, thánh ôi, Khải bị thua đam này mà, đủ sao tính ra nó đam to hơn mình ta. Tính ra nó quýnh trúng như mình nhiều hơn à. Mình bị thua đam 24k nè mà, hồi là mình kết thúc được. Ui, tính ra ngang ngang cấp đánh gơ nha. Có 13k đam, mình đánh nó có 13k đam, dược đam chí mạng chết nè. Nó đường mòn cũng làm một cái gì đó rất là khó hiểu nè. Đánh nó cỡ đó mà mình thua đam luôn nè. Cấp 98 nha mấy. Ok, và clip này Khải sẽ tạm dừng ở đây và chúc anh em xem video này vui vẻ nè mấy. Chiều này tối nay thì vắng là thắng hết hoàn toàn, chỉ thua một thêm vương 3 thôi nè. Vãi thiệt. À, chỉ còn 13 trận nữa là xong nha anh em. Khải còn 13 trận nữa thôi. 13 trận nữa thì cố gắng 13 trận. Ok, Khải hiểu rồi. Cái gì anh em xem clip thì đừng quên để lại Khải một like chia sẻ giùm nha anh em ơi. Ok, bye bye mọi người.